nhanh là té đúng không? Là bệnh của chị là 10 phần là phải giảm được 8 phần rồi. Chị đi lên cầu thang là bằng hai tay mà đi rất yếu. Nhưng mà khi thầy chữa cho chị rồi là chị tự thả tay, chị tự đi. Đi lên, đi xuống, chị không cần bám cầu thang. Thưa cô, thưa tất cả mọi người, là coi trên clip trên mạng á, thì có nhiều người cho rằng đây là sự sắp xếp. Ôi chà, sướng lắm thầy ơi. Cái lưng cứ ngắt nữa. Làm chưa hết bệnh phải không? Đúng rồi thầy. Mà hôm nay từ nay thấy sao nè? Bữa nay cũng được được ít rồi. Cái gì? Mà tự nhiên vậy. Ừ, quê chị ở đâu? Cái quan trọng là lòng tin. Mình mà tin được là làm được. Tại vì anh thấy là chị đi không nổi. Chị đi không nổi là tại vì cái cuộc sống của chị nó bị lâu quá rồi. Nhưng mà nãy giờ bấm cái là thấy khác đó rồi. Ôi chà, sướng lắm thầy ơi. Đi cầu thang kìa. Rồi đi mạnh dạn đi. Chạy cầu thang luôn đấy ạ. Chạy cầu thang rồi. Không bám không bị mà chạy luôn được rồi. Bước thoải mái rồi. Thầy đã chữa cho chị tức là khỏi tới 80% sau một lần tức là chữa. Chị đi lên đi xuống thế này chị thấy là rất tự tin. Đúng là bàn tay của thầy là bàn tay vàng. Rất là tuyệt vời. Chân thành xin cảm ơn thầy Dư Quang Châu, xin cảm ơn cô Hải Yến, xin cảm ơn tất cả thành viên của lớp học. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.